Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Tổng dùng thuốc quá liều, triệu chứng tê liệt bắt đầu xuất hiện. Đảng Cộng sản Việt Nam đã quá thối nát, ông Nguyễn Phú Trọng không thể dựng lại chiếc lò để chữa bệnh cho Đảng được. Tuy nhiên, chữa như thế nào để không có phản ứng phụ thì ông Trọng không hề biết. Chỉ thấy triệu chứng là đập rồi tính sau, vẫn là thói quen của người Cộng sản vậy. Làm lam băng chữa bệnh cho Đảng, nhưng ông Tổng vẫn dùng tuyên giáo khoe rằng ông là bác sĩ giỏi và một số người dân tin là thật. Đã có một tỷ lệ không nhỏ tôn vinh ông Nguyễn Phú Trọng là người đốt lò vĩ đại. Ông Nguyễn Phú Trọng đang dùng thuốc liều cao để trị bệnh cho Đảng. Ông Trọng từng nói rằng đánh chuột sao cho khỏi vỡ bình. Tuy nhiên, thực tế thì cái bình kinh tế của Việt Nam đã tan nát. Năm 2022 là một năm tệ hại. Dù cho tỷ lệ tăng trưởng GDP được thông báo là 8%, nhưng thực tế thì room tín dụng đã cạn từ quý 3. Hàng loạt doanh nghiệp thiếu đơn hàng, đóng cửa sớm nghỉ Tết. Thị trường bất động sản thì đóng băng, thị trường chứng khoán thì rối như kênh hẹ, khi mà hàng loạt vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đại gia trên sàn bị phanh phui. Nói chung là kinh tế rất tệ. Từ năm 2022, thực tế cán bộ nhà nước từ quan cấp cao cho tới quan cấp thấp không ai muốn làm việc cả. Bởi họ sợ sai, thà không làm thì lại an toàn hơn. Không khí trong bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương đều rất nặng nề, ai cũng nhìn trước, ngó sau. Tình trạng không giải ngân vốn đầu tư công tràn lan cũng vì bệnh, sợ trách nhiệm. Điều đang nói là trong bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam có sự phân chia quyền lợi không đồng đều. Khi thực hiện những mánh lới để trục lợi thì quan chức cấp cao sẽ ăn nhiều hơn, nhưng khi chịu trách nhiệm thì họ lại đổ tội cho cấp dưới. Chính vì thế, trong những dự án đầu tư công, trên chỉ đạo xuống nhưng dưới không làm, và vì thế mà dòng vốn bị nghẽn lại. Đó là thực tế đã và đang diễn ra hiện nay tại Việt Nam. Nó rất nghiêm trọng. Triệu chứng tê liệt đã xuất hiện. Nói chung, liều thuốc chống tham nhũng mà ông Trọng đang dùng cho Đảng của ông đã xuất hiện tác dụng phụ. Đó là chứng tê liệt đang lan rộng khắp các ban ngành từ trung ương cho đến địa phương. Vấn đề này tờ Thời báo .d đã đề cập rất nhiều lần vào năm ngoái theo điều tra riêng. Tuy nhiên, cho đến nay, khi triệu chứng nguy hiểm này trở nên nghiêm trọng thì phía chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam mới chịu thừa nhận. Sáng ngày 16 tháng 4, tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh để tháo gỡ vào khó khăn vướng mắc trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động và Thương binh Xã hội nói rằng phải khắc phục được tư tưởng 3-0 của cán bộ và bộ phận cán bộ hiện nay, đó là không nói, không tham mưu đề xuất, không triển khai hoặc triển khai cầm chừng, vừa làm vừa nghe ngóng. Còn ông Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an thì nói rằng có tình trạng co cụm, cầu an, thận trọng quá mức. Đây là phản ứng rất hiển nhiên khi mà dân thành phố không được trọng dụng, không trao cho họ quyền quản lý thành phố mà trung ương dành quyền đó cho những người ngoại tỉnh. Người cán bộ gốc thành phố, miếng thì không có mà trách nhiệm thì nặng nề, vậy ai chịu làm đây? Nguyên nhân ở đây vừa do Nguyễn Phú Trọng đốt lò quá mạnh và do chính sách bất công của trung ương đối với cán bộ gốc thành phố này. Triệu chứng này không chỉ xảy ra với Thành phố Hồ Chí Minh mà còn xuất hiện ở rất nhiều địa phương khác. Thực tế, tình trạng không nói, không tham mưu đề xuất, không triển khai hoặc triển khai cầm chừng, vừa làm vừa nghe ngóng không chỉ xảy ra với Thành phố Hồ Chí Minh mà còn xảy ra ở nhiều địa phương khác. Ông Tổng chữa bệnh cho Đảng nhưng ông không lường hết các tác hại của nó. Hiện nay toàn bộ bộ máy công quyền hoạt động rất yếu, kế hoạch triển khai rất kém và có khả năng mọi chính sách đều không thể hoàn thành. Đó là những gì ông Trọng đã làm. Đến nước này thì lò không thể dừng được, vẫn phải đốt tiếp. Và có khả năng những năm sau, kinh tế Việt Nam sẽ càng bi đát hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Ông Tổng dùng thuốc quá liều, triệu chứng tê liệt bắt đầu xuất hiện. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tắt mạng xã hội, Vi Oanh làm con đà điểu vùi đầu xuống cát. Tối ngày 15 tháng 4, cư dân mạng xôn xao khi nhiều tài khoản mạng xã hội của ca sĩ Vi Oanh đột ngột bốc hơi chưa rõ lý do. Cả tài khoản Facebook cá nhân và trang fanpage có tích xanh của ca sĩ Vi Oanh đồng loạt không truy cập được. Trên thanh công cụ tìm kiếm của ứng dụng Facebook, các tài khoản này cũng không còn xuất hiện ở vị trí ưu tiên như thông thường nữa.
đa số kết quả tìm kiếm đều hiển thị nick ảo hoặc một số hội nhóm anti nữ ca sĩ này. Ca sĩ Vy Oanh đã tắt hết tài khoản trên các mạng xã hội. Không chỉ các tài khoản trên Facebook không truy cập được nữa, mà số điện thoại của ca sĩ này cũng ngoài vùng phủ sóng. Còn trên TikTok, video gần nhất cô đăng tải là ngày 19 tháng 3. Trước đó, ca sĩ Vy Oanh đã tận dụng mạng xã hội và cả báo chí để lên tiếng kêu cứu. Báo chí đã đăng tải rầm rộ chuyện cô ca sĩ này đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng. Sau đó, cô còn làm clip kêu gọi luật sư của cô nhờ chính quyền Mỹ can thiệp để cô được về Mỹ. Ca sĩ Vy Oanh dính vào chuyện thị phi với bà Nguyễn Phương Hằng khiến cô gặp rắc rối lớn. Bà Nguyễn Phương Hằng không phải là những người bà khác. Như những người khác, bà nói là làm, bà Hằng đâm đơn kiện nhiều nghệ sĩ, thầy lang, nhà báo và luật sư rất có bài bản. Bà được luật sư riêng tư vấn hẳn hoi để thực hiện những lá đơn kiện của mình. Và đến nay đã có một nhà báo và một luật sư bị bắt tạm giam vì những lá đơn kiện của bà Nguyễn Phương Hằng. Hành động của ca sĩ Vy Oanh cho thấy cô đang hoảng loạn. Đặc biệt là việc cô làm clip cùng với những đứa con thơ của mình để mà kêu cứu với phía Mỹ. Vy Oanh chỉ là thường trú nhân, không phải là công dân Mỹ, nên theo đánh giá thì cô không được chính phủ Mỹ bảo trợ. Do đó, clip của cô chỉ trở thành đề tài đàm tiếu cho những người chống lại cô. Thế nên, lợi bất cập hại, thay vì cô được cứu thoát như mong muốn, thì cô lại chỉ chuốc thêm phần phiền toái với những lời đàm tiếu không hợp. Vy Oanh chơi rào lại để đứt tay, tố bà Nguyễn Phương Hằng để giờ chính cô đang bị đối diện với nguy cơ bị truy tố. Con đà điểu có thói quen vùi đầu xuống cát để mà tránh nguy hiểm, nhưng thực chất tấm thân khổng lồ của nó vẫn còn trên mặt cát. Nó không thể tránh được nguy hiểm. Hành động khóa tài khoản mạng xã hội của các ca sĩ Vy Oanh có thể tương tự như con đà điểu vùi đầu xuống cát vậy. Vy Oanh đã bị cấm xuất cảnh. Điều này cho thấy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam giữ chân ca sĩ Vy Oanh. Họ đang giam lỏng cô trong lãnh thổ Việt Nam và có thể bắt bất cứ khi nào cần. Một số nghệ sĩ ngây thơ trong nhận thức về chính quyền của Đảng Cộng sản. Họ cho rằng bản thân làm văn công cho chế độ thì sẽ là công thần. Không phải cứ được lên truyền hình, đội nón tai bèo, hát nhạc đỏ cách mạng mà được làm công dân hạng nhất. Nếu những người này hiểu về lịch sử thì sẽ thấy Đảng Cộng sản rất nhiều lần vắt chanh bỏ vỏ trong quá khứ. Từ thời cải cách ruộng đất cho đến cách họ đối xử với những trí thức miền Nam theo Việt Cộng thì đã rõ ràng. Và Vy Oanh sẽ khó mà thoát khỏi nanh vuốt của chế độ này một khi nó đã xòe ra. Hơn thua với bà Nguyễn Phương Hằng chỉ có chuốc họa vào thân mà thôi. Điều đáng nói là chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã sử dụng Điều 331 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 với tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân đối với cá nhân liên quan đến vụ này. Đây là một điều luật mơ hồ khi chính quyền muốn dẹp những người mà họ cho là ngứa mắt thì họ dùng luật này để đưa ra. Thích thị phi tấn công nhau trên mạng xã hội đã làm cho chính quyền ngứa mắt và họ muốn dẹp điều này. Tiến trình tố tụng vẫn cứ tiến hành, có thể sau luận cấm xuất cảnh là bắt giữ. Chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam họ cứ làm, dù tắt mạng xã hội thì ca sĩ Vy Oanh vẫn không thể thoát được. Nếu họ muốn bắt đôi cò với bà Nguyễn Phương Hằng thì cũng cần phải có sức chịu đựng như bà Nguyễn Phương Hằng vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin tắt mạng xã hội, ca sĩ Vy Oanh làm con đà điểu vùi đầu xuống cát chạy đằng trời. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề.